một nông trại khoai tây kiểu mẫu đang được thử nghiệm ở huyện Đơn Dương. Nông dân được hỗ trợ từ khâu làm đất, xuống giống, chăm sóc cho đến khi thu hoạch. Nhờ vậy, chỉ trong vòng 4 năm, sản lượng khoai tăng gần gấp đôi, lên tới 35 tấn một hecta. Còn lợi nhuận của bà con thì tăng gấp 4 lần, từ 25 lên 100 triệu một hecta. Nông dân rất tâm đắc tham gia vào chuỗi liên kết, lý do sản phẩm của họ làm ra được công ty cam kết mua hết với giá thành được cam kết từ ban đầu. Cái ảnh hưởng bên ngoài, ảnh hưởng bên trong cũng như cái lượng đường của khoai tây trong quá trình sản xuất thì thông qua cái mô hình thì khoai tây đã đáp ứng được rất là tốt không những cái chỉ tiêu của Việt Nam và một số cái nước rất là khó như Mỹ hoặc là các nước châu Âu. 6.000 tấn khoai tây đầu tiên trong mô hình sản xuất bền vững đã xuất khẩu thành công sang Thái Lan. Đến nay, mô hình này đã được triển khai ở 3 tỉnh là Lâm Đồng, Đắk Lắk và Gia Lai. Diện tích trồng khoai tây tăng gấp 4 lần lên gần 1.300 hectare. Hợp tác giữa Syngenta và PepsiCo là một dự án mà chúng tôi thực hiện nhằm giúp đỡ cho bà con nông dân có cái giải pháp hữu hiệu để quản lý dịch hại, đồng thời đảm bảo được năng suất, chất lượng cũng như là đảm bảo được tất cả các cái yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm, giúp cho nông sản Việt Nam ngày càng phát triển trên xâm nhập vô thị trường toàn cầu. Khi các cái tập đoàn đưa các cái tiêu chuẩn tiêu chí đó về cho nông dân sản xuất Lâm Đồng sản xuất thì nông dân Lâm Đồng cũng hỏi được những cái kinh nghiệm, ứng dụng được những cái công nghệ, những cái quy trình canh tác tiên tiến hiện đại và sản xuất theo đạt các cái tiêu chuẩn của thế giới thì ngành rau củ quả của Lâm Đồng mới có cơ hội vươn xa. Tại hội thảo mới đây bàn về triển vọng hợp tác công tư trong sản xuất rau quả, các đối tác cam kết tiếp tục hỗ trợ hơn 1.000 nông dân 3 tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk và Gia Lai nhân rộng mô hình. Mục tiêu trong 3 năm tới, 2.000 hectare khoai tây chất lượng cao sẽ được hình thành.